Rồi, chào các bạn ha. Thì bữa nay thì mình cũng xin hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái video trên phần mềm mà CNCing của Trung Quốc. Một phần mềm mà cách chỉnh sửa ảnh hoặc làm những cái video trên TikTok rất là hay. Thì đầu tiên á, mà các bạn phải tải được cái phần mềm này về ha. Cái phần mềm có tên tiếng Trung giống như hình cái kéo này nè. Thì mình có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách tải video này về, gọi cái phần mềm này về rồi. Thì trong cái video này thì các bạn mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để có thể làm cái ứng dụng mà chúng ta làm một cái video, mà cái video này thì nó không bị dính đi những cái logo của phiền phức ở trên cái lúc mà chúng ta xuất cái video ra ngoài đó. Thì mình làm demo cho các bạn xem thử ha. Đầu tiên thì chúng ta truy cập vào ứng dụng, chọn vào cái mục ở bên phải ha các bạn, có cái hình dấu play á, thì chúng ta chọn vào một cái channel nào đó ở trên cái ứng dụng này để chúng ta làm theo. Ví dụ như mình chọn vào cái channel này đi. 1 2 3 4. Thì mình thấy khá là hay nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm theo. Thì mình chọn vào cái nút màu đỏ đỏ hình tiếng Trung Quốc này nha các bạn. Rồi chúng ta ok ha. Từ chối. Rồi chúng ta chọn một hình ảnh mà chúng ta muốn cái video này làm cho mình đi. Nó kêu chúng ta là phải chọn một cái ảnh ha. Để mình tìm một cái ảnh nào đó. Rồi, ok các bạn. Rồi, chúng ta chọn một ảnh này ha. Rồi, đúng rồi. Ở chỗ này nè các bạn, là cái giống như là nó nói là chúng ta ở mỗi giây á, thì chúng ta chọn những ảnh nào vậy đó. Thì chúng ta có một ảnh nên chúng ta làm theo cái ảnh một ảnh đó thôi ha. Rồi, chọn một cái nút đỏ đỏ. Rồi, thì cái ảnh của mình nó đã làm theo giống như là cái demo của mình đó các bạn. Thì sau khi mà chọn xong ảnh vậy á, chúng ta chọn vào cái nút đỏ đỏ trên này ha. Để nó xuất cái video ra. Rồi, chúng ta chọn vào phần bên dưới này nha các bạn. Nó đang xuất cái video vào cho mình. Rồi. Rồi đã xong các bạn. Bây giờ mình thử ra ngoài để mình kiểm tra coi là cái video đó nó đã hoàn thiện chưa ha. À, cái video đó ok nè các bạn. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ làm sao đây. Sau khi mà chúng ta đã vào trong này kiểm tra thấy là chúng ta có cái này rồi các bạn, thì chúng ta vẫn còn bị dính cái logo chỗ này nè ha, rất là phiền tối, nên chúng ta muốn xóa cái logo này đi. Thì mình hướng dẫn cho các bạn một cách để làm sao để xóa được cái logo này luôn. Các bạn tiếp tục vào phần mềm này ha, vào phần cái kéo này các bạn, chọn vào video mà chúng ta vừa mới làm xong. Rồi, đến đây các bạn thì chúng ta sẽ chọn vào cái chỗ cái hình cái hình vuông này các bạn. Đó. Sau đó chúng ta chọn tỷ lệ 16:9 trên màn hình nha. 16:9. Rồi, chúng ta cầm màn hình này chúng ta kéo cầm tí xíu. Đó các bạn. Đó, vậy là nó mất đi cái logo đó các bạn. 1, 2, 3, 4. Chúng ta kéo mất đi logo và chúng ta bấm vào cái nút màu đỏ này để nó xuất cái video mà khác cho mình. Rồi, ta bấm vào cái nút bên dưới các bạn. Rồi chúng ta ra ngoài xem thử coi là cái video của mình nó đã mất cái logo chưa ha. Rồi, đây là cái video mới của mình. Đây, hiện tại thì nó đã mất đi cái logo ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể comment vào bên dưới nha. Rồi.